Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần. Đại Nghĩa xin thay mặt cho những người sản xuất chương trình, cho anh em nghệ sĩ xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả gần xa lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc. Và thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình Hát Mãi Ước Mơ của năm Nhâm Dần thì sẽ có một cái phần quà đặc biệt đến từ các vị giám khảo quen thuộc của chúng ta. Tiết mục đó là một tiết mục mà thay cho lời chúc mà mọi người gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chỉ đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn viên ngọt cay. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Có lúa đông ta xanh mấy mùa, ngoài đê diều căng gió thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mây anh cho em mùa xuân che nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xa xin, rung nắng vàng vàng mai. Cho em mùa xuân. Xuân đâu, xuân đâu, xuân về. Yeah. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng ta xanh mấy mùa. Ngoài đê diều căng gió, thoảng âu hò đôi lứa. Cho em mùa xuân che nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, rung nắng vàng vàng mai. Cho em mùa xuân nhà thơ cha buồn lối. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Anh cho em mùa xuân, nhạc của Nguyễn Hiền, lời thơ Kim Tuấn, với phần trình diễn của bộ ba giám khảo Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu giám khảo danh ca Ngọc Sơn, giám khảo ca sĩ Võ Hà Trâm, và ngày hôm nay giám khảo khách mời ca sĩ Dương Ngọc Thái. Anh cho em mùa xuân là chúng ta mang mùa xuân đến cho tất cả mọi người, đó là lời chúc chung của tất cả chúng ta. Nhưng mà bây giờ Đại Nghĩa muốn mỗi một người chúng ta sẽ có một cái lời chúc riêng dành cho quý vị khán giả nhân dịp xuân về. Đầu tiên xin mời Dương Ngọc Thái. Dạ, Dương Ngọc Thái kính chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc và vạn sự như ý. Chăm chúc cho tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống.
có lẽ bình an và sức khỏe đó là điều mà chúng ta cảm nhận là vô cùng cần thiết trong cái thời gian này. Cảm ơn Võ Hà Trâm nha. Vòng tay xin kính chúc đại gia đình được không? Thôi bây giờ vậy, hôm nay có sẵn ở đây thay lời nói bằng hành động. Đó. Chúc mừng năm mới đại gia đình nha. Em cầm cái lọc này giùm đại gia đình. Em cảm ơn anh. Đây có ba ơi nè. Em luôn nha. Em có luôn anh Sơn. Một MC tuyệt vời. Anh ngưỡng mộ em lắm em luôn. Cảm ơn anh Sơn. Ủa, làm dưới luôn thì vui. Làm dưới luôn anh. Bên dưới đông lắm. Ekip anh em đông lắm. Các bạn. Anh Sơn xuống tận nơi lì xì cho anh em ekip luôn. Trời ơi. Và thưa quý vị, để có một cái mùa hát mãi ước mơ thành công thì ngoài những giám khảo ra cũng còn có sự góp sức của rất nhiều anh em trong ekip, đó là anh em quay phim, đạo diễn, tổ âm thanh, ánh sáng, phục vụ, trợ lý v.v. Và ngày hôm nay anh Sơn đang gửi một cái lọc đầu năm cho tất cả các anh em. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh em trong suốt thời gian vừa qua đã mang đến một chương trình hát mãi ước mơ đầy ý nghĩa và nhân văn như thế. Còn bây giờ thì mời giám khảo Võ Hà Trâm và Dương Ngọc Thái chúng ta trở về vị trí của mình trước nha. Trời ơi, thương các anh em quay phim quá. Ekip đây, hello hello đây nè. Chúc mừng năm mới nha, chúc mừng năm mới nha. Rồi, đó. Còn đây, các chàng trai âm thầm. Các chàng trai âm thầm. Đây, mừng năm mới nha. Đây, các em. Ơi, xin mời các em nha. Đó, cảm ơn các em nghe. Luôn luôn hết lòng vì chương trình, vì các anh em nghệ sĩ âm thầm ngồi phía sau. Thương ghê là thương. Trời ơi, đây nữa nè. Rồi. Đây là Cadillac phải không? Rồi. Chúc mừng năm mới cả nhà mình nha. Yeah yeah. Thành công rực rỡ, thành công rực rỡ. Bây giờ thì giám khảo Ngọc Sơn của chúng ta đã quay trở lại sân khấu một lần nữa. Cảm ơn anh Sơn rất là nhiều về cái món quà, cái lọc đầu năm này. Hy vọng rằng với cái lọc này thì qua năm mới chúng ta sẽ phát tài, phát lộc, thật nhiều điều may mắn, thật nhiều điều bình an đến với tất cả mọi người. Thưa quý vị khán giả, với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì như quý vị đã theo dõi trong nhiều số phát sóng trước đây của chúng tôi thì biết rằng mỗi một chương trình thì chúng tôi mang đến cho quý vị khán giả những câu chuyện mà thường thì thật ra những câu chuyện đó không có được vui, bởi vì đó là những hoàn cảnh khó khăn cần được sự chia sẻ của chúng ta. Và ngày đầu năm thì nếu như mà mang đến những câu chuyện không vui thì thật ra nó cũng không có phải đúng lắm trong cái dịp Tết. Nhưng bởi vì đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn, có thể là những câu chuyện khi kể ra chúng ta xúc động, có thể chúng ta rơi nước mắt, nhưng qua những giọt nước mắt đó chúng ta sẽ mang đến niềm vui cho những người đang cần sự hỗ trợ của chúng ta. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị đến ngay với vòng thi đầu tiên, vòng mang tên Ước Mơ. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên mang tên Ước Mơ. Có rất nhiều những ước mơ trong cuộc sống này, và đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì ước mơ đó nó rất là gần gũi, nó rất là thiết thực, là ước mơ cho những người thân của mình được mạnh khỏe, được lành mạnh, cơm no, áo ấm. Và câu nói có người hiến gan, đó là một ước mơ, có lẽ là ước mơ lớn nhất trong suốt cuộc đời của cô Lê Thị Quy, mong muốn cho đứa con trai của mình có cơ hội để phẫu thuật thay gan. Và khi mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó thì rất tiếc là không đủ kinh phí để có thể thực hiện được ca phẫu thuật này. Vì thế cô đành phải ngậm ngùi đưa con của mình quay trở về. Con tên là Trịnh Nguyễn Hồng Minh, năm nay con 15 tuổi và hiện con đang học tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng. Dạ cũng nhờ một người chú của con có nói cho con biết về hoàn cảnh của gia đình cô Quy. Thì khi mà nghe về hoàn cảnh của cô thì ban đầu con thật sự rất là sốc khi mà thấy người mẹ có thể kiên cường, có thể bản lĩnh như vậy để mà nuôi 6 đứa con. Cô nói ai gọi gì, cô làm gì cô cũng làm, đi làm ô xin, đi làm thuê, đi bán vé số, vé đồ chứ cô cũng là tài quá hết đó, cũng làm được hết đó. Thì con bệnh tật, đau ốm bệnh tật là đau hết 3 đứa. Một đứa bị tai nạn nặng, 2 đứa thì gan thành lết to, gan to thành to, sơ gan. Bác sĩ nói đi giờ chưa là có một người Hà Nội họ hiện gan để cho ghép cháu, là mỗi gan đã bị sơ nặng rồi. Vợ họ có hỏi giờ chưa kinh phí có được 300 triệu không?
Cô nói đi giờ chưa là gia đình là chưa hơn nói tiền mà ghép gán thì không có khả năng luôn, không có một đồng nữa. Cấp nữa mình nghĩ chưa chịu rồi. Thương đoàn không biết làm đó, không biết cách trăm mà tìm kiếm đó mà để cho ra được mà ghép mà. Hai năm nóng ruột hết đó. Con thì nằm chơi cả tuần rồi mà lên trung tuần về xin sạch sẽ rồi tôi thương con đó. Anh thương anh nghe mứng lắm. Anh vô anh hiền nói hiền nói ghép gán cái anh mừng anh vô trong cái phòng anh nằm. Anh nằm anh chờ mà mẹ cố làm xong với mẹ cố khi không có tiền ghép cái mẹ cố thương anh mà mẹ cố khóc. Mẹ cố y tá cũng thương anh lắm, bác sĩ cũng thương mà bác sĩ nói chưa làm răng đây. Hai mẹ con khóc giặt giao về rồi đó. Quá mệt lắm. Suốt ngày mẹ đi viện ngoài, thay nhau đi viện con mệt. Con biết thế nào để xoay sở cho mẹ hết. Từ hồi con sinh ra thấy mẹ khổ suốt đến bây giờ. Nhiều khi cô nghĩ đi, nhiều khi nói trước mặt con sơn buồn á. Cô nhiều khi con nói thời dạy sống mà chết cho rồi. Rồi có chị rồi cả người họ thương con mình họ đưa tới đây. Họ đưa tới đây chỗ chị mồ côi á, họ nuôi được. Cứ nghĩ cũng tâm rồi thôi. Mà nó đi, mình chết thì con không thấy mẹ thì có khổ nữa. Nhiều khi nói cũng được nữa. Con cũng biết là trong nó có hai chị em gái là cũng trạc tuổi của con. Và khi mà nghe đến hai chị em thì con thấy sao mà bất công quá. Ước mơ con là làm được làm thông việc Việt được đi khắp nơi để tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Giờ mẹ kêu là thôi giờ con muốn học mà mẹ chịu, giờ mẹ ăn đau tiền đủ ăn rồi lấy tiền đâu ra mà học. Mẹ con muốn đi học bằng bạn bằng ba. Và khi mà đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì con nói thật sự là quá là xúc động. Đúng nơi mà mình cần đem cái tiếng hát của mình đến với những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Em sẽ cố gắng hát thật hay, thật tốt để dành phần thưởng của chương trình về giúp cho chị Thúy thực hiện được ước mơ của mình và lan tỏa câu chuyện của gia đình cô Quy đến với tất cả mọi người. Suốt đêm trong thiên đường.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Cho đời chúc ơn, với tiếng hát của Hồng Minh. Con bước ra con như một thiên thần á. Tà áo của con, mái tóc của con, gương mặt của con và giọng hát của con, tất cả, cô phải nói là sao mà ông trời có thể ưu ái cho con đến như thế, cho con tất cả để con có thể tỏa sáng trên sân khấu này. Còn nhỏ mà có một tấm lòng thiện nguyện như vậy thì rất là, cái đó là đẹp nhất trong lòng chú. Con đúng là một ngôi sao nhỏ trên bầu trời mênh mông rất nhiều ngôi sao, con là một ngôi sao. Chúc mừng con nha, con hãy cố gắng hơn nữa, mọi người cũng đang xem rất là quý mến con đó. Cảm ơn các vị giám khảo, chúc mừng con với phần trình diễn vừa rồi nha. Vừa rồi thì chúng ta được nghe câu chuyện do Hồng Minh kể, câu chuyện của cô Quy ở Đà Nẵng. Không biết rằng Minh, con quen với gia đình như thế nào? Đầu tiên con xin được gửi lời chào đến chú Ngọc Sơn, chú Ngọc Thái và cô Trâm, và gửi lời chào đến chú Đại Nghĩa. Con biết được gia đình của cô Quy là qua một người chú của con ở trong hội từ thiện mà con tham gia. Khi mà con được đến tận nơi cô, các chị, các anh ở và cùng các em ở thì con rất là nghẹn ngào. Nói đến với gia đình của cô nó bất hạnh như thế, con quyết định là con đến với Hát Mãi Ước Mơ để con một phần nào đó giúp đỡ cho gia đình cô Quy ạ. Có lẽ chính vì những cảm xúc đó của con, cái sự yêu thương mà con dành cho gia đình của cô Quy, cho nên ngày hôm nay cái giọng hát của con nó đong đầy cảm xúc. Cảm ơn Hồng Minh rất là nhiều nha. Và hình như hôm nay cô Quy cũng có mặt tại đây phải không con? À, em xin mời chị ạ. Em chào chị Quy ạ. À, bé đây là bé nhỏ, bé út của mình phải không ạ? Con tên gì? Con tên Ma Xuân Tiễn. Năm nay Tiễn mấy tuổi rồi? Con 9 tuổi. Dạ chị, cho em hỏi phải chăng bé của mình đây là cũng đang bị gan phải không chị? Vì hiện nay thì sức khỏe của cháu như thế nào rồi chị? Thì cũng hay đi viện lắm, mới cử thẳng đi 2 lần, 3 lần. Dạ. Bác sĩ về cháu đừng đi làm, nhưng cháu về thấy không có tiền, cũng đi chạy xe chạy cả rạp mà ngày mà nào đi làm mà trốn mẹ đi chạy nữa. Nghĩ nữa là thương đứt rột mà con quá tuổi, không biết. Đi làm mà còn khóc thật luôn, giờ về nhà cười với con cho con nó vui á. Chị Quy ơi, chị bình tĩnh lại, em cảm thấy rất là thương cho gia đình mình, kiểu như là lực bất tòng tâm á. Ngay cả chị, ngay cả đứa con lớn cũng vậy, lực bất tòng tâm, muốn thương mẹ, thấy mẹ vất vả, muốn đi kiếm tiền về phụ mẹ nhưng sức khỏe không đủ. Rồi bản thân chị cũng cố gắng để kiếm tiền nuôi con, kiếm tiền chữa chạy cho con, nhưng cũng không thể nào chạy chữa được cái số tiền quá lớn đó. Thì em rất là thương. Dạ. Và nhìn cái bé nhỏ này mà 9 tuổi mà có chút xíu vậy đó, mà còn bị bệnh gan nữa. Em thấy cái bụng bé nó to lên đó, em cảm thấy thương quá trời luôn. Và vừa rồi hình như là nhà mình có một em bị tai nạn giao thông nữa phải không chị? 3 năm rồi. Bình tĩnh lại nha. Biết rằng là đây có thể là những cái nỗi đau nó kéo dài quá nhiều năm, và không phải lúc nào chị cũng có cơ hội để chị chia sẻ về những câu chuyện của gia đình mình với những người xung quanh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta rất là dễ hiểu và cảm thông cho cái cảm xúc của chị bây giờ. Và nhà mình hình như còn 2 bé gái nữa phải không chị? Còn 2 bé gái là không có bệnh thôi. Dạ. Ngọc Sơn cũng gửi đến gia đình một món quà nhỏ nhỏ, đó là 10 triệu. Cố gắng vượt qua nghe, và cũng kêu gọi các mạnh thường quân hãy có khả năng nào hãy giúp đỡ hết mình, thương con quá nghe. Bác Sơn nè con ơi, đây bác tặng con nha. Dạ con cảm ơn bà. Đây. Chị phải rất là mạnh mẽ lắm để có thể chăm sóc cho con chị bệnh hoạn bao nhiêu năm nay. Dạ. Em gửi gia đình mình 10 triệu và em muốn nhắn nhủ với chị rằng á, những đứa con nó luôn luôn cần mẹ. Dạ. Cho dù chị bi quan nhất, có lúc cùng cực nhất, chị cũng hãy nghĩ về con để chị tiếp tục chị đấu tranh, chị chiến đấu với những cái khắc nghiệt của cuộc đời. Cho cô ôm con một cái được không? Hãy cho cô ôm thêm mấy đứa nhỏ được, cô ôm thương quá.
dẫu trong ta vẫn dạ, con cảm ơn cô Trân. Dễ thương quá luôn, bé cái mặt sáng trưng luôn. Em cũng hôm nay thì không biết nên không đem tiền mặt theo, thì có ký set đây 5 triệu gửi tặng cho gia đình. Mong là chị sẽ vượt qua, mình còn hy vọng hai đứa con gái nữa. Dạ, cô cảm ơn. Rồi, rồi. Dạ. Chúc cho chị và các cháu sớm vượt qua được những cái giai đoạn ngày tháng khó khăn này chị nha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ em mời chị với cháu có thể về chỗ ngồi để tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của hai bà cháu ở vùng đất Bình Thuận. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi là Đặng Thanh Đức, hiện nay tôi đang công tác tại trung tâm chính trị của huyện Tuy Phong. Thì rất là nhiều lần tôi gặp cô Thanh, là giáo viên của em Thắng. Thì tôi với cô Thanh là đồng nghiệp cũ, cũng thường xuyên trao đổi và thấy những hoàn cảnh khó khăn là thường xuyên giới thiệu cho nhau. Thì đây có thể nói là một cái hoàn cảnh mà tôi đặc biệt khó khăn. Không có cha, không có mẹ, hoặc nói cách khác nữa là có cha có mẹ nhưng cũng như không. Phó thác hết cho một bà ngoại hơn 80 tuổi rồi, mà bà ngoại thì đau yếu. Một mình hai bà cháu đùm túm với nhau và cố gắng đến giờ phút này là đối với những người bình thường như tôi là tôi nghĩ chắc có thể là tôi đã bỏ cuộc giữa chừng. Thì qua rất là nhiều lần tâm sự với bà đó, thì bà nói là chắc bà cũng không sống nổi. Những giọt nước mắt làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi tên là Lý Thị Hương, năm nay tôi 82 tuổi, quê ở xa, quê ở Sóc Trăng. Lên đây lấy chồng 60 năm rồi, vất vả lắm. Thành ra tôi cũng nhờ từ thiện rồi giúp đỡ giùm cho bà cháu tôi. Tôi bảo em đi học. Dạ, thường ngày em ở nhà bán quán, có người sai mua đồ em thì em đi mua, người ta cho chuyện, cho tiền em. Dạ, em thích đi học nhưng không có điều kiện. Em định học xong lớp 9, em nghỉ theo ông ăn làm nghề sushi về lo cho ngoại, lại tiền thuốc men. Có một lần thì tôi hỏi bà của em đó, thì bà của em nói rằng là sáng sớm là xin tiền để mà đi ăn sáng đó. Thì bà nói là không có tiền. Thì giờ nhìn ở trong nhà thì chỉ còn có cái trứng, thì đập cái trứng ra rồi ốp la chẳng hạn, rồi sắn một nửa ăn để trưa đi học về ăn tiếp. Và cái cảnh đó làm cho tôi cứ nghĩ hoài. Khi mà tôi nói chuyện tôi thấy em cũng chẳng dám ước mơ gì. Mà khi mà nói tới vấn đề ước mơ thì cảm nhận em có một cái điều gì đó nó rụt rè, cũng không thể nào thốt lên lời. Nhưng mà nhìn trong ánh mắt thì cảm nhận cũng có rất nhiều cái khao khát lắm, nhưng mà không dám nói. Ngày đầu năm là em không có đủ điều kiện đi học, học trực tuyến á. Người bà nói là em không có thiết bị để học. Lại bà hay đau bệnh đó là em phải đi chợ cán láng chuyện gia đình đó, không ai nấu ăn, mua thuốc, mua cháo sáng á. Rồi mình thấy rất là thương tâm thì mình cũng chạy lên chạy xuống nhiều lần. Rồi có lần em đi ra chợ em xỉu ngoài chợ luôn à. Rồi người ta nói cấp cứu, người ta bắt gió, người ta chở về nhà. Dạ em tới nghĩ luôn mà cô Thăng kêu, nói là gian học xong lớp 9 lấy bằng, có gì người ta dễ nhận. Nhiều khi em không ăn, ra ngoài chợ xỉu, người ta cho lễ em, cho em cháo, sữa, đưa em về nhà. Thấy dịch giả bệnh nằm ly bì đúng không? Cũng chạy lên mình chở đi khám. Mặc dầu nhà mình cũng có mẹ già, lại chồng ung thư nữa. Thì mình biết là nếu mình đem virus về làm cũng sĩ, hai người đó là cũng rất là khó qua. Nhưng mà kệ nó chứ, Thắng nằm ly bì sốt 2-3 ngày mà. Xuống bà dì khám rồi bà cho thuốc uống. Thì cái hoàn cảnh của em như vậy, nhưng mà em cũng rất là ham học và thấy thì rất là tội, không biết làm sao đó. Một câu nói tôi xúc động cháu tôi. Bà ơi bà, con thấy thằng Thắng nó tội lắm bà. Người ta giỡn chơi, người ta mua đồ ăn giỡn chơi, nó không có tiền, nó ngồi dưỡng cái đá nó cừ không mà. Nói thiệt mấy chú là chú nghĩ cô nói cháu tôi như vậy á, cho nên tôi đau lòng lắm. Tôi ước mơ sao tôi có tiền cho cháu tôi ăn, cho nó đi học. Kệ nó, tôi ở nhà ăn cái gì cũng được.
cái nghiện cũng được. Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp cho em Thắng hoàn thành tốt cái việc học và giúp đỡ ngoại trong cái cuộc sống trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Yêu Dân Tộc Việt Nam là một sáng tác của chính giám khảo Ngọc Sơn ở đây qua phần thể hiện của Thanh Đức. Vừa rồi thì khi nghe cái bài hát này cất lên, anh Sơn cảm nhận như thế nào ạ? À, Đức ơi, em hát Yêu Dân Tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, nghĩa là cái độ ngân, độ dừng làm sao cho nên hát lên một cái là nghe rất là mạnh. Nghĩa là hát độ vang, độ chính chữ, đúng không? Nghe nó mạnh lắm, nó có lực gì đó, nó có hồn ở trong người. Và khi mà truyền tải cái câu chuyện này nữa, truyền tải câu chuyện bằng cái tấm lòng và trái tim nhân hậu của em, thì thực sự em hát hôm nay tôi nghe rất là xúc cảm, hơi giật mình, hơi lạ đó. Em hát như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó, hát độ vang, độ chuẩn nó rất là cao. Chúc mừng nhé. Chúc mừng, chúc mừng em đã nhận được lời khen tặng từ chính tác giả của bài hát này. Thấy chương trình này quá hay, quá ý nghĩa, công nhận. Thấy lần đầu tiên thấy ngồi được cái ghế này và lúc nào cũng ngồi và coi chương trình đi thi, chấm thi rất là nhiều. Nhưng mà thật sự là chương trình này nó để cho mình một cái gì trong lòng ấn tượng. Và cái tim, cái mỗi lần coi một cái video là cái thấp thỏm. Thấy tội nghiệp, hoàn cảnh. Cảm ơn em đã có tấm lòng giúp cho nghĩ tới cho hai bà cháu. Em cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Em kính chúc cho ban giám khảo thật là nhiều sức khỏe và tiếp tục làm những việc ý nghĩa như thế này cho đời. Em cảm ơn. Và với cái câu chuyện em mang đến ngày hôm nay là câu chuyện của hai bà cháu, là cháu Ngọc Thắng, đúng không Đức? Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với gia đình của Thắng nha. Thắng với là bà thì không có vào đây để tham gia được, là bởi vì bà lớn tuổi rồi. Mà bà mà xa cháu một ngày là bà không chịu được, bà sẽ khóc rất là nhiều. Anh nghe nói như vậy không biết có đúng không Đức ha? Dạ đúng à, tại vì hai bà cháu là đùm túm nhau từ lúc Thắng có 3 tháng tuổi thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ chương trình để kết nối với gia đình của cháu Thắng để mình có thể trò chuyện với cháu được nhiều hơn nha. Con chào bà. Dạ. Bà ơi. Bà ơi. Con chào bà. Xin chào chương trình, chào cô.
Dạ, ba ơi, ba có khỏe không bà? Dạ, sức khỏe cũng lê chia mâm họ cô à. Trong lúc thì khỏe đi được, trong lúc thì nhức nhối thì làm thôi cô à. Hồi nãy con có nghe bà nói á, là bà chỉ có mơ ước là có tiền mua đồ ăn cho cháu ăn thôi, để cháu đi học, cháu không có bị xỉu nữa đúng không bà? Dạ, dạ đúng cô. Con phụ nhà mình 5 triệu cho bé nó có đồ ăn, nó ăn đủ dinh dưỡng, nó đi học không có bị xỉu nữa nha. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn cô nha cô. Thắng ơi, chú chào con. Thắng ơi, chú Sơn nè. Rồi con hãy cố gắng nha. Con thương bà nhiều thì cố gắng giữ sức khỏe. Chú Sơn gửi phụ gia đình 5 triệu nha, cố gắng giữ vững tinh thần nha con. Dạ. À, vừa rồi thì cô Trâm với chú Ngọc Sơn cũng có hỗ trợ cho nhà mình một phần nào đó ha, với chú Nghĩa cũng sẽ hỗ trợ cho con một ít để coi như là cái tiền học phí của con nè, cũng như là một ít tiền ăn cho con cùng với bà nha. Chú Nghĩa gửi cho nhà mình 3 triệu con nha. Dạ. Rồi con cũng nghe hồi nãy giờ thấy hoàn cảnh của hai bà cháu cũng rất là đáng thương, thì Thắng cố gắng nha, làm sao lo cho bà và vừa cố gắng học. Thì hôm nay có ba Ngọc Sơn, thì Trâm, rồi chú Nghĩa, thì chú Thái nữa, cho hai bà cháu 5 triệu để lo cho học nha, cố gắng nha. Rồi bây giờ thì con xin tạm biệt bà nha, con chào bà, chúc bà nhiều sức khỏe và chúc Thắng con cũng nhiều sức khỏe và học giỏi con nha. Dạ, con cảm ơn chương trình, cảm ơn chú Đại Nghĩa nha, cảm ơn tất cả chương trình ủng hộ cho bà cháu tôi. Dạ em thích đi học nhưng không có điều kiện, em định học xong lớp 9 em nghỉ theo ông ăn làm nghề sushi về lo cho ngoại. Dạ, tiền thuốc men. Bà ơi bà, con thấy thằng Thắng nó tội lắm bà. Người ta giỡn chơi, người ta mua đồ ăn giỡn chơi, nó không có tiền ngồi dựa ghế đá nó cừ không mà. Cháu tôi như vậy á, cho nên tôi đau lòng lắm. Tôi ước mơ sao á, tôi có tiền cho cháu tôi ăn, cho nó đi học. Kệ nó, tôi ở nhà ăn cái gì cũng được, tôi nhìn cũng được. Thưa quý vị, và câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ba chị em Cảnh, Tươi và Điệp. Đây là những cái tên rất là đẹp mà ba mẹ đã đặt cho các em. Nhưng tương lai phía trước của các em có lẽ sẽ rất khó để có thể đẹp được như cái tên mà ba mẹ đã trao. Mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện này nha. Tháng 9 năm 2010 là đẻ cái thằng út. Mùng 10 tháng 10 thì mẹ mất. Đến năm 2012 thì bố nó rút khẩu đi, nó đốm bỏ lại. Từ năm ấy về không thấy cái tang tích thì bố nó không biết đường đi lần. Các con, các cháu nó cũng không có được đồng nào. Thì chỉ có bà ngoại đi bới về cho ăn học thôi. Bữa cơm với lại bữa ăn khi có thịt cá là những thứ quá xa xỉ á. Dạ, con tên là Lan Thị Cảnh ạ. Hiện tại là con đang sống với ông bà ngoại. Mẹ con thì mất rồi, còn bố con thì bỏ đi ạ. Mẹ con mất năm 2010 khi em con chưa được tròn một tháng ạ. Năm 2013 là bố con bỏ đi. Bố bỏ đi không nói với con một lời nào ạ. Cái đứa nhớ nhất đấy là đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi. Thì chạy về đến đây thì nó thấy anh các chị khóc. Thì mấy bà khóc thì nó mới kêu lên, nó bảo mẹ ơi làm gì mà mẹ làm thế, nó bảo thế. Nó bé nhưng mà nó không biết. Mẹ nó mất hơn chục năm rồi nhưng mà chưa cả sang được cá cho mẹ nó. Thế có khổ không? Chúng thì được 3 năm thì chúng lấy lên rồi, mình thì cứ nằm ở dưới kia thôi, không biết nó thế nào. Cái nhà nó sập từ cái năm 2007, sập thì nó không chịu xuống nhà.
thì ông thì cứ dối dối, nó bảo là đi xuống nhà với ông bà thôi, không ở đây được đâu. Chục mưa gió thế này nó sập xuống, nó đổ, nó vùi đất, vùi ngõ cho cháu hết đi, thì ông bà không bới được cháu nổi. Dối mãi thì nó mới chịu xuống. Tôi là Trần Thị Băng Thanh. Sau khi mà biết đến hoàn cảnh của bà Trần Thị Ngân thì tôi cũng rất là đồng cảm và xúc động rất là nhiều. Bởi vì là các em hiện tại là không còn mẹ và bố thì bỏ đi từ rất là lâu rồi, mà may sao là được ông bà ngoại cứu mang. Bà thấy thương nó lắm. Lúc bà cũng mồ côi nhưng mà bà cũng không khổ thế đâu. Cũng mồ côi mẹ, bà chắc ngày mới biết bò thôi thì mẹ cũng mất. Bây giờ lại đến các cháu mồ côi thì nói đến mồ côi là bà chỉ thấy khóc thôi. Bà không nói được ra đâu. Bữa cơm với lại bữa ăn khi có thịt cá là những thứ quá xa xỉ. Tại vì ít khi được ăn. Con muốn theo đuổi Đại học Sư phạm Hà Nội. Chắc là con sẽ không học đại học đâu, bởi vì không có đủ điều kiện. Cũng là một thành viên trong nhóm giúp sức của huyện Sơn Động, thì tôi muốn thông qua cái chương trình để thay một phần nào đó dùng cái năng lực của mình để giúp các em thực hiện được cái ước mơ của mình. Dạ con muốn là được xây nhà trên cái mảnh đất lúc trước của mẹ con ở, và lấy bàn thờ lên sống chung với ông, với bà và hai em. Và tôi sẽ hát cho hoàn cảnh của ba em Cảnh, Tươi và Điệp, để giúp các em thực hiện ước mơ của mình. Được nghe tiếng mẹ âu ơ, rồi lúc biết cất lời, con mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phận đời mồ côi con đâu mơ gì cao, chỉ cầu mong sao luôn có cha mẹ. Vào đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết cha mẹ ông bà hay là người thân. Phận đời mồ côi sớm hôm thui thội mình tôi, bạn bè xung quanh không có ai cùng sẻ chia. Mẹ
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe tiếng hát của Băng Thanh với ca khúc Phận Mồ Côi. Và ngày hôm nay Thanh đến đây để kể cho chúng ta nghe câu chuyện của ba chị em Cảnh, Tươi và Điệp. Có bé Cảnh đến đây cùng với chúng ta phải không Thanh? Dạ vâng ạ, hôm nay em có đi cùng với bé Cảnh là chị lớn của ba chị em ạ. À, chú Nghĩa mời con lên đây nha. Dạ, con chào các cô chú ạ. Đi đường xa vào đây con có mệt không? Dạ có ạ. À, Cảnh năm nay là Cảnh học lớp mấy ha? Dạ con học lớp 11 ạ. Cô xem cái hoàn cảnh của gia đình mình á, không phải cô nữa mà mọi người ở đây đều rất là thương và rất là đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình mình. Không có một lời nhắn nhủ hay là gì tụi bố hả con? Dạ con không ạ, bởi vì bố con bỏ đi không quan tâm đến con ạ. Bố con bỏ đi từ năm con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đấy bố con chỉ biết là bố con bỏ đi từ năm 2013. Con còn nhớ mặt của bố không? Dạ không. Từ năm ấy về không thấy cái tang tích gì, bố nó không biết đường đi lần. Các con, các cháu nó cũng không có được đồng nào, chỉ có bà ngoại đi bới về cho ăn học thôi. Bữa cơm với lại bữa ăn khi có thịt cá là những thứ quá xa xỉ á. 8 tuổi mà phải lo cho hai đứa em nữa. Con chỉ muốn là xây một căn nhà bé để cho hai ba chị em sống với ông bà thờ cả mẹ nữa. Hồi nãy trong clip mình xem thấy có hai cái cây xỉa lên đó, đó là những gì còn sót lại của căn nhà trước đây á. Cái nhà nó sập từ cái năm 2007, sập thì nó không chịu xuống nhà. Thì ông thì cứ dối nó bảo là đi xuống nhà với ông bà thôi, không ở đây được đâu. Chục mưa gió thế này nó sập xuống, nó đổ, nó vùi đất, vùi ngoại cho cháu hết đi. Thì ông bà không bới được cháu nổi. Nhà mình vì sao mà bị sập vậy con? Dạ lúc đấy là có thiên tai bão ạ, gió to nên bị sập. Còn em của con thì thế nào? Người em kế của con đó. Ngày xưa nó bị sắt môi ấy ạ, đi phẫu thuật xong là bị đứt dây thần kinh không đi học được ạ. Vậy là hoàn toàn cái gánh nặng đều đè lên vai của người bà lớn tuổi. Cảnh ơi, chú chỉ khuyên con như thế này, con hãy cố gắng lên, mình còn đầy đủ. Trí óc minh mẫn, điều đó rất là quý giá. Con hãy cố gắng nha, cố gắng hơn nữa, đừng bao giờ bỏ cuộc hết. Hôm nay chú gửi tặng ủng hộ cho gia đình một món quà cho nhỏ đến 5 triệu. Con hãy cố gắng vững tâm lên nha con nha. Cố gắng nha. Dạ con cảm ơn chú. Cô Trâm cũng gửi gia đình mình 5 triệu nha con, để mình trang trải cuộc sống. Chú rất là vui khi mà thấy con gia đình khổ nhưng mà con cố gắng học tới lớp 11 rồi. Thì bây giờ cái niềm vui nhất của ông bà là nhìn thấy tụi con cố gắng trưởng thành, học cho giỏi, để sau này mình không khổ hoài. Khi mình có trình độ mình học, mình sẽ thay đổi cuộc đời. Và chú thì cũng góp một cái phần nhỏ là gửi cho gia đình con 5 triệu để lo cho con học cũng như phụ giúp cho gia đình nha. Rồi bây giờ thì con có thể về chỗ của mình để tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay nha. Cái phần dự thi vừa rồi của Thanh thì các vị giám khảo nghĩ sao, cho bạn ấy một lời khuyên nha. Mời Võ Hà Trâm. Khi mà chị Thanh bước ra sân khấu thì đã thấy những cái sự xúc động của chị rồi. Và khi người ta xúc động, người ta khó hát lắm. Cho nên là rất là thông cảm với những cái ngẹn ngào trong từng câu hát của chị. Em biết chị là một người làm công tác thiện nguyện, thì là một người có một cái trái tim rất là ấm áp. Và khi mà mình hát một cái ca khúc mà mồ côi cha, mồ côi mẹ như thế, bản thân em ngồi đây em cũng phải cố gắng em kìm lại, chứ không em cũng khóc rồi. Từ lúc ra đời, con mong được nghe tiếng mẹ âu ơ. Rồi lúc biết cất lời, con mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phận đời mồ côi con đâu mơ gì cao, chỉ cầu mong sao luôn có cha mẹ ơi.
chắn mà coi cái video đó là ngồi ở trong là nghẹn rồi, làm sao mà ra mà thể hiện được bài hát cho tròn trịa được. Cái bài này cái ca từ rất là hay, em bị nghẹn đó thì nó cái chữ nó không được tròn trịa, nhưng mà cái bài này em thể hiện tình cảm đầy đông đầy tình cảm á, cho nên là em rất là cảm ơn chị đã mang đến một cái trái tim thật là đẹp, một tấm lòng thật là đẹp, và em chúc cho chị sẽ tự tin hơn ở vòng tiếp theo, để biết đâu được mình có thể kiếm được phần quà ý nghĩa về cho gia đình của em Cảnh. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ mình đã nghe lời góp ý rồi, ở vòng sau thì mình sẽ cố gắng mình bình tĩnh hơn để mình thể hiện thật tốt với giọng hát của mình Thanh nha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Thanh, mời Thanh vào. Thưa quý vị, còn một câu chuyện nữa, một câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Từ nãy đến giờ đều là những câu chuyện không có vui, nhưng mà chúng ta vẫn thấy vui bởi vì quanh chúng ta vẫn còn có rất nhiều những tấm lòng nhân ái. Không phải chỉ riêng các vị giám khảo ở đây đâu, mà đại nghĩa biết rằng còn nhiều nữa những tấm lòng nhân ái ngoài kia sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi với những hoàn cảnh khó khăn, những câu chuyện mà chúng tôi mang đến. Vậy thì mời quý vị hãy lắng nghe thêm một câu chuyện nữa của ngày hôm nay. Ráng sống vì con, đó là câu nói của một người đàn ông hơn 30 tuổi. Từng ngày vật lộn với căn bệnh của mình, chỉ để kéo dài thêm sự sống, không phải cho anh ta, mà chỉ để mong mang đến một phần cơ thể của mình dành tặng cho đứa con của mình, để giúp con của mình có thể sống dài hơn, sống lâu hơn. Câu chuyện đau lòng này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Phương Đông. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế. Em cũng là một người hay tham gia các hoạt động thiện nguyện. Và trong một lần em đi thiện nguyện thì em vô tình gặp được hoàn cảnh của anh Khanh. Và em biết đến hoàn cảnh của anh Khanh là một người, trước đó anh là một người hoàn toàn rất khỏe mạnh, nhưng mà một biến cố nó sẽ đến quá nhanh và anh hiện tại không còn khả năng có thể làm việc được nữa. Em thì coi như là đi bệnh viện thì khóc, nói chung là Hà Nội rồi chứ cũng có đi hết rồi. Nhưng mà nằm một thời gian lâu rồi có cũng người ta cũng chưa nghiên cứu ra. Thì sau mà coi như là nghiên cứu ra là coi như là em là bị bệnh là teo cơ tự nhiên. Bác sĩ họ nói là cái bệnh đó là coi như do men trong máu cao quá, thành như hủy hoại cơ. Mình nghĩ là một bệnh hiếm, không mà thuộc, không họ thuộc bác sĩ, nhưng mà thuộc là tôi nghĩ thì thành công rồi. Sống ngay giống như là không hình nữa. Nhất ngoài họ thờ mà đi không hồn là bị xéo áo ngủ khó khăn nữa. Mà nhiều khó khổ lắm. Mày mai là một số mày mai như thế nào mà khi nhìn mày mai nhớ nhờ khi nhìn đến mày một hỏi như lúc là nhìn ra nữa là thầy bán bán mất thôi bán mất ở đây 15 năm như lúc là cùng nhìn ra là thầy uống bán ơi đi trả cho ông ấy lắm nữa bán đâu là ní rồi là hư mỏ rồi, nhưng mà mẹ thì mở mắt á thì khổ lắm, sống mở mắt sống mẹ nhìn mặt con như lúc khi lớn nhà mà khi ở mới nhỏ nhỏ đó là được mong không chờ họ đi không biết một lần mà không học gì được. Đợi mình một ngày mà thương cái gì đó nhờ. Nhưng mà đợi mình thì nói là hoạt khó khó khăn, nhưng cũng làm được. Mà không biết lúc nào mình làm được. Để thằng con của anh Khánh cũng vất vả theo hắn, nên tại vì hắn bị teo một quả thần rồi. Nên là khi mình đóng ra, nếu mà mình đi, nếu này lại cái gì đó cho con mình, không còn sống còn hơn.
năm 28 là ở Hội Hà Nội. Thì em theo một số là khó nếu là mình nhiều mệt mỏi và chỉ nhu hợp. Nên là anh lúc nào mới hỏi gì là mình như khi sinh sống để mà như thân không? Để mà hiểu không? Là khi mà nhóc một người và là đã thân mình hợp hồi khỏe là có thể hiểu. Nhưng lúc mơ hồ không hỏi là nếu mà không hỏi khó thì anh nghĩ lắm rồi. Sống không có mình khó. Em nghĩ thì sau này em cũng sẽ là một người cha. Và em thử đặt cảm giác của mình vào đó. Nếu như mình sau này mà cũng như anh Khanh thì mình sẽ như thế nào? Và em rất muốn làm một việc gì đó. Có thể, mặc dù là rất là nhỏ thôi nhưng mà em vẫn muốn mang cái giọng hát của mình để có thể một phần nào đó giúp cho anh Khanh thực hiện được ước mơ của mình. Rồi con là tình yêu, là tất cả của đời cha. Nhớ ngày thơ ấu, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn bao nhiêu màu, cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng soi sáng cho con từng bước chân. Dòng đời trông gai đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường dài, cha mãi bên con dìu dắt con. Thấy con thơ nên người và được hạnh phúc. Này con ơi, cha giữ mãi trong tim bao điều, là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con của cha ơi, hoàng hôn đã khuất sau lưng đồi, cha còn ngồi đây và trong bước chân con về với cha. Buồn bề cuộc sống, cha vẫn luôn mong được sẻ chia với con. Con ơi cha thương, thương con nhiều lắm. Con ơi cha thương, thương con nhiều lắm. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Con của cha ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với tiếng hát của Phương Đông. Chào em. Em chào anh. Như chúng ta cũng biết, anh Khanh bị bệnh teo cơ và phải gần như là không làm được việc gì cả, chỉ cầm cự sống qua ngày bằng thuốc thôi. Như anh nói là không có chữa trị được. Đây là một cái bệnh hiếm gặp. Và cái điều mong muốn lớn nhất của anh bây giờ là anh có thể dùng một trái thận của mình để giúp cho con của anh. Bé còn nhỏ quá cho nên là chưa thể làm cái việc ghép thận, cũng như là chưa có đủ kinh phí. Anh chỉ mong muốn sống đến ngày con đủ tuổi và có kinh phí để làm cái công việc này. Chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với anh Khanh nha. Một cuộc điện thoại từ chương trình sẽ kết nối chúng ta với anh Khanh. Chào anh Khanh ạ. Chào bác.
Dạ. Bé trai năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi anh ha? Dạ, 3 tuổi thôi. Bác sĩ có nói là khi mà bé 4 tuổi thì mình đã có thể ghép thận được đúng không anh? Dạ. Dạ. Và cái chi phí ghép thận đó là khoảng bao nhiêu anh hả? Dạ, 360. 360 triệu. Wow. Đó là một con số rất là lớn luôn. À, hiện tại thì kinh tế gia đình mình ai là người lao động chính ạ? À? Mẹ. Riêng ăn cho con tôi thuộc riêng ăn thì không đủ. Không đủ ạ? Không biết là hiện tại là cái sức khỏe của anh Khanh á, anh cảm nhận trong cơ thể của mình á thì nó được bao nhiêu phần trăm? 30%. Em cầu chúc cho anh, cũng cầu chúc cho gia đình mình sẽ đủ nghị lực và sức khỏe để vượt qua. Và bản thân em xin góp một phần nhỏ để em hy vọng là sẽ nhiều người nữa cùng chung tay với em để giúp cho gia đình mình đủ kinh phí. Em gửi gia đình anh 10 triệu và em mong là nhiều người sẽ góp cùng cái số tiền, đầy đủ số tiền cho gia đình mình nha. Nhiều. Hoàn cảnh này rất là đáng thương tâm. Ngọc Sơn xin đóng góp vào gia đình 10 triệu. Và em cũng đóng góp vô 5 triệu để gửi tặng cho gia đình. Thì hy vọng là gia đình mình sẽ vượt qua và sẽ theo đúng nguyện vọng của anh là sẽ giúp cho con mình khỏe mạnh. Yeah. Cảm ơn các vị giám khảo và bản thân của đại nghị cũng xin được gửi đến gia đình của mình số tiền là 5 triệu đồng nha. Sao một cây làm chẳng nên ngon, nhiều cây chụm lại lên hòn núi cao. Đủ thôi, sẽ đủ thôi. Cố lên nha anh Khanh. Mạnh mẽ yeah. lên nha anh Khanh. Niềm tin mình quan trọng lắm. Một cha ơi, hoàng hôn đã khuất sau lưng đồi. Cha còn ngồi đây và trong bước chân con về với cha. Hay không? Em nhớ không? Em mong hiểu không? Là khi mà nhóc một người là không biết học một người khóa là mà hề hiểu nhưng mà nếu mà không phải khó thì anh nghĩ là mà không có một khó con của cha ơi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt gia đình của mình nha. Sẽ còn có những nhà mạnh thường quân khác hỗ trợ chúng ta để giúp chúng ta vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này. Chúc cho Khanh cũng như chúc cho cô có thêm sức khỏe. Xin chào tạm biệt nhà mình ạ. Yeah. Còn bây giờ thì hãy quay lại với tiếng hát của Phương Đông trong ca khúc vừa rồi. Và Phương Đông phải nói là khi mà bạn cất tiếng hát lên, Trâm cảm thấy là trời ơi, giống như là mình đang đắm chìm trong không gian âm nhạc. Bạn hát quá hay, quá tình cảm luôn, cái giọng hát xuất sắc luôn. Giọng dày, ấm, vang. Phải chọn đúng cái bài quá hay luôn. Chúc mừng em, hôm nay phần trình diễn của em rất là tuyệt vời đó Đông. Đón xem Bánh mì ông Màu phần 2 phát sóng vào lúc 19h55 phút từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, bây giờ thì các thí sinh đã quay trở lại Thanh Đức, Hồng Minh, Băng Thanh và Phương Đông. Chúng ta sẽ chờ xem điểm số dành cho chúng ta ở vòng thi này như thế nào. Điểm số này sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh của chúng tôi. Xin mời. Điểm số vòng 1 dành cho các thí sinh như sau.
điểm, Thanh Đức 87 điểm, Băng Thanh 80 điểm và Phương Đông 88 điểm. Chúc mừng Phương Đông, em là người có điểm số cao nhất ở vòng này. Em sẽ được quyền chọn một bạn trong số những người còn lại để hát cùng với mình ở vòng sau. Em muốn hát cùng với ai nào Phương Đông? Dạ, em xin lựa chọn hát chung với bé Hồng Minh ạ. Như vậy là Đông sẽ hát cùng với Hồng Minh, còn Băng Thanh sẽ hát cùng với Đức nha. Chúng ta sẽ có một chiếc máy bấm ở đây, bấm để chọn bài hát cho vòng 2. Xin mời. Chúng ta đặt tay vào nút bấm nào. 3, 2, 1, bấm. Bài hát Xinh Tươi Việt Nam, đó là ca khúc mà các bạn sẽ phải thể hiện ở vòng sau. Mời các bạn về chỗ nha. Sẵn sàng chưa? Bữa nay Phan có hẹn trước hay sao bận đồ cùng tông với nhau vậy? Nói nghe xem. Dạ không ạ. Trùng hợp thôi đó hả? Trùng hợp thôi anh ạ. Rồi cặp bên kia có hẹn không? Dạ không. Không có hẹn trước nữa quý vị, mà trùng tông với nhau hợp lý luôn. Đặt tay vào nút bấm, chuẩn bị, bắt đầu. Ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân, đó là bài hát mà các bạn sẽ phải thể hiện. Mời các bạn về chỗ nha. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng mang tên Chinh Phục. Chào đón quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Đây là vòng thi thứ 2, vòng Chinh Phục. Ở vòng này thì các bạn sẽ bắt cặp như chúng ta đã biết và trình diễn một bài hát song ca để cho quý vị giám khảo ở đây thưởng thức cũng như là chấm điểm. Vòng này thì các giám khảo sẽ đưa ra điểm số chứ không còn là chiếc máy chấm điểm thông minh của chúng tôi nữa. Cho nên hy vọng rằng các vị giám khảo cũng sẽ lắng nghe cho kỹ cũng như là nhẹ tay với các thí sinh của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp song ca đầu tiên, Băng Thanh và Thanh Đức với ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân. Lòng anh yêu người,
trời ban, thương thập đêm giao thừa, hoa lộng khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần đẹp tình thương. Dù người xa hay nghèo đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phúc lộc tràn tay. Ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta có nhau. Xuân ước nguyện đêm nay, đời ta có nhau ngày mai. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn của đôi song ca Băng Thanh cùng với Thanh Đức trong cái khúc Ước Nguyện Đầu Xuân. Mặc dù là mới phối hợp với nhau thôi, mình thấy cũng nhịp nhàng, ăn ý ha. Không biết ý kiến từ các vị giám khảo thế nào, mời Duy Ngọc Thái. Thanh bài này hát tốt hơn nè. Bài này tự tin hơn nè, và nó cái giọng nó không có bị giống như nãy. Nó tốt hơn rồi đó, mặc dù là mới kết hợp. Bạn trai thì hôm nay hát cái giọng đó, nhưng mà khác những cái bài hát chung với nữ á, thì mình ém giọng lại một chút, mình đừng buông giọng quá thì nó bị chổi hơn. Thái ba nghe thì khác, nam nữ hát rất là hòa quyện với nhau. Tại vì cái chất giọng của Đức á, là một cái chất giọng có cộng hưởng. Thanh thì vòng này hình như có một người thanh niên sáng láng, đẹp trai hát với mình, cho nên mình tự tin hơn nhiều. Phải không? Dạ. Cặp song ca này là một cặp song ca đoàn kết. Đoàn kết về trang phục và cũng như đoàn kết về giọng hát. Có điều là anh Đức á, thì ảnh diễn rất là hớn hở, còn chị Thanh á, thì rất là ngại ngùng. Và đôi khi á, nhìn qua cái nhìn qua anh Đức xíu là phải trả về chứ không có dám nhìn lâu. Còn anh Đức là nhìn chằm chằm luôn á, nhìn chằm chằm luôn á, coi như là diễn hết cốt luôn á. Và chúc mừng hai anh chị, những người mang tấm lòng vàng và cũng như là rất là dễ thương, mang tới một tiết mục vừa có gì đó nó không chuyên, nó mộc mạc, nó chân phương mà nó làm cho người ta rất là thiện cảm. Chúc mừng anh chị. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn nha. Rồi, mời hai bạn có thể vào trong nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai giọng ca còn lại. Đây là hai người mà hồi nãy khi họ hát ở vòng đầu tiên nhận được rất nhiều những cái lời khen tặng từ ba vị giám khảo. Vậy thì khi họ kết hợp với nhau thì tiết mục sắp tới nó sẽ như thế nào đây? Mời quý vị cùng theo dõi. Đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước khôi, gửi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu xa tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, cho dân sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em.
gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, đời trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chẳng hề rơi bước trên miền đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam, rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, chẳng dừng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, chẳng dừng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Vừa rồi là ca khúc Xin Tươi Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với hai thí sinh Hồng Minh và Phương Đông. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời Võ Hà Trâm. Khi mà bước ra cặp song ca này, Trâm nó nói trong bụng là Trâm thưởng thức chứ Trâm không chấm điểm. Bởi vì hai cái chất giọng này nó mỗi người đã sở hữu một cái chất giọng quá tuyệt vời rồi. Và khi mà kết hợp trong cái bài hát này nữa, và rất là may khi mà cái tông á, nó được chuyển, phần nam vẫn hát được trọn phần nam, nữ vẫn hát được trọn phần nữ, và mỗi người đều khoe được cái chất giọng của mình, cái khoảng đẹp nhất của mình, và bè bối rất là chính xác, hợp lý và khoa học, và cực kỳ đẹp đôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Nãy giờ ngồi mà cứ cười hoài luôn. Thật sự mà nói là tiết mục quá hay. Lúc mới ra bạn trai hát thì mình nghĩ, ủa sao có giọng nam mà sao giọng nữ không hát đơn ra. Mình mới nghĩ, mình nhìn qua ban hồ sơ, ủa sao kỳ ra sao giọng nữ hơi bị lép. Cái lắc đổi lại một cái là nữ lại hát đơn lại, xử lý quá hay. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ mời hai bạn Băng Thanh cùng với Thanh Đức quay trở lại sân khấu để chờ đợi điểm số từ các vị giám khảo. Xin mời. Thưa quý vị, ở vòng này thì điểm số sẽ đến từ các vị giám khảo, sẽ rất là khó để các vị giám khảo có thể lựa chọn. Bây giờ mời các vị giám khảo bắt đầu với phần việc của mình nhé. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để xem coi điểm số mà giám khảo dành cho mình như thế nào. Xin mời. Đầu tiên sẽ là điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Hồng Minh 20 điểm, Thành Đức 20, Băng Thanh 20 điểm, và cuối cùng là Phương Đông 20 điểm. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, điểm số từ giám khảo Võ Hà Trâm. Hồng Minh 20 điểm, Thanh Đức 19 điểm, Băng Thanh 19 điểm, Phương Đông 20 điểm. Và cuối cùng, giám khảo Dương Ngọc Thái. Chúc mừng Phương Đông cùng với Hồng Minh, các bạn sẽ bước vào vòng cuối cùng của chúng ta. Còn với hai bạn Băng Thanh và Thanh Đức, các bạn sẽ nhận được một giải thưởng khuyến khích, mỗi giải thưởng trị giá 8 triệu đồng. Xin mời giám khảo Dương Ngọc Thái và Võ Hà Trâm sẽ trao bảng thưởng cho hai bạn Băng Thanh và Thanh Đức. Cảm ơn giám khảo Dương Ngọc Thái và Võ Hà Trâm. Và cảm ơn hai bạn Băng Thanh và Thanh Đức đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Còn với Hồng Minh cùng với Phương Đông, bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng cuối cùng, vòng thi mang tên Tỏa Sáng. Thank you.
đôi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lay, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Phen cam go để tình người thêm gắn bó. Còn đây Trường Sơn ghi dấu chân bao anh hùng, dựng xây giang danh truyền thống quê hương miền Trung. Khi tôi đi xa lòng luôn mong nhớ nơi quê nhà, dù bao năm buồn bã mà kỷ niệm như hôm qua. Ngân nga chiều nghiêng tà áo em bay trường tiền, thân thơ hồn tôi nhẹ lững lỡ theo dòng hương. Miền Trung bao nắng mưa đông đã trong câu hát xưa, để người đi mang vấn vương cô gái trong câu ly mời hương. Người miền Trung yêu mến nhau cùng vượt qua gian lao khó khăn, cùng hòa chung bao tiếng ca khúc hát ngân nga, miền Trung mãi trong tim ta.
tôi sinh ra miền Trung nắng gió lắm nỗi lo, bao phen cam go để tình người thêm gắn bó. Còn đây Trường Sơn ghi dấu chân bao anh hùng dựng xây giang danh truyền thống quê hương miền Trung. Khi tôi đi xa lòng luôn mong nhớ nơi quê nhà, dù bao năm buồn bã mà kỷ niệm như hôm qua. Ngẩn ngơ chiều nghiêng tà áo em bay trường tiền, thân thơ hồn tôi nhẹ lững lỡ theo dòng hương. Miền Trung bao nắng bừa đậm đà trong câu hát xưa, để người đi mang vẫn vương cô gái trong câu ly mời thương. Người miền Trung yêu mến nhau cùng vượt qua gian lao khó khăn, cùng hòa chung bao tiếng ca khúc hát ngân nga. Miền Trung mãi trong tim ta. Miền Trung bao nắng bừa đậm đà trong câu hát xưa, để người đi mang vẫn vương cô gái trong câu ly người thương. Người miền Trung yêu mến nhau cùng vượt qua gian lao khó khăn, cùng hòa chung bao tiếng ca khúc hát ngân nga. Miền Trung mãi trong tim ta. Vừa rồi là hai phần dự thi phải nói là ngang tài ngang sức của Phương Đông cùng với, ủa đâu mất rồi, Hồng Minh ơi. Hồng Minh ra đây với chú Nghĩa nào con. Trời ơi, bây giờ sẽ là một bài toán đầy cái sự nan giải khó khăn hiểm hóc dành cho giám khảo của chúng ta đây. Khổ. Giám khảo ơi, nhận xét giùm em với, mời anh Ngọc Sơn. Trời ơi, thực sự chính mình còn hỏi con Dương thấy con chọn ai vậy, con chọn ai vậy. Thực sự thì giọng ca nam, giọng ca đẹp quá. Ô, giọng ca này phải nói là nghe mà ghiền luôn đó cả nhà. Còn Minh con, Minh hôm nay hát bài hay quá. Giọng của con thì thực sự chú đã thực sự rất là xúc cảm khi nghe giọng con hát, và bài của con rất lợi thế đi thi. Tại nó có âm bực, có độ ngân nga luyến lấy, con làm rất tròn trách nhiệm. Và chú thấy chú đang nói chuyện với một thiên thần áo trắng. Tuyệt vời lắm. Giữ nét đẹp đó, giữ giọng hát nha. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Mời Duy Ngọc Thái. Thái cho hai người này tuyệt đối rồi. Đông với lại con gái đây là tuyệt đối. Tại vì giọng hát quá hay. Cái bài này rất là hay luôn. Bài miền Trung, Thái là miền Trung nên là thích bài này, thích bài lắm. Còn con gái thì cái bài này quá hay luôn. Thật sự mà cất lên là khi mà hát lên là hai cha con dòm nhau. Trời ơi, còn gì để nói nữa. Không biết phải chọn ai đúng không ạ? Không biết chọn ai. Thôi thì mình cứ chọn cả hai cho nó vui vẻ. Chọn cả hai. Còn với giám khảo Võ Hà Tâm thì sao? Em cho em nhận xét chuyên môn tí xíu ha. Tại vì hai bạn đều hát rất là hay rồi, để góp ý cho hai bạn phát triển hơn thôi. Nói tới Hồng Minh á, con hát không có gì để chê hết. Hát rất là tốt, hát rất thông minh. Nhưng mà cô chỉ cho con một tí xíu, mình tập lấy hơi bằng bụng. Để khi mình lên cao, mình dùng cái hơi bụng mình nén nó xuống á, thì con sẽ không bị chà cổ. Có nghĩa là những cái nốt cao của con á, nó con treo bao nhiêu cũng được, nó sẽ không bị bể và nó không bị mệt cổ. Còn nếu mà mình dùng hơi ngực á, thì con hát tí xíu là một bài, hai bài là nó mệt ha. Cái đó là góp ý về mặt chuyên môn để con phát triển hơn. Chứ con là đầy đủ tố chất rồi nha. Chúc mừng con, cố gắng học tập trau dồi thêm. Như anh Ngọc Sơn nói là giữ cái hình ảnh này, con rất là đẹp, đẹp kiểu thánh thiện á nha. Đừng thay đổi gì hết, hãy cứ như vậy thôi nha. Còn đối với Phương Đông, chất giọng của Phương Đông là một chất giọng mà Trâm thấy cũng khá là hiếm á. Và đặc biệt là hát rất chắc, hát không có chênh phô bất cứ một cái nốt nào hết. Và không phải dễ để có một cái giọng hát như vậy. Cái lỗ tai của bạn rất là thính, rất là nhạy với âm thanh, bạn mới hát được chuẩn xác từng cái nốt nhạc như thế. Mà đối với cái bài miền Trung này là một bài khó, tại vì nó trúc trắc lắm, nó lên xuống, xuống trầm mà nó nhanh, nhịp điệu rất là nhanh. Thì Đông làm rất là tốt. Dạ, cảm ơn ý kiến từ các vị giám khảo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho các bạn ấy điểm số như thế nào. Mời các vị giám khảo bắt đầu nha. Rất nhanh chóng, không có sự phân vân lưỡng lự gì cả từ các vị giám khảo. Vậy thì điểm số là bao nhiêu? Mời mọi người chúng ta cùng quan sát trên màn hình nha.
Đầu tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Hồng Minh 20 điểm, Phương Đông 20 điểm. Tiếp theo điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm. Hồng Minh thêm 20 điểm nữa, Phương Đông 20 điểm nữa. Và cuối cùng là giám khảo Dương Ngọc Thái. 20 điểm cho Hồng Minh và 20 điểm cho Phương Đông. Các bạn điểm số ngang bằng nhau, mỗi bạn đều có 60 điểm, nhận được điểm số tuyệt đối từ các vị giám khảo của chúng tôi. Nhưng vẫn còn một giám khảo khác nữa, đó là chiếc máy chấm điểm thông minh quy định 40% điểm số còn lại của chúng ta. Bắt đầu. Còn 3 giây cuối cùng, 2 giây, 1 giây, 3. 100 điểm cho cả hai. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên của chương trình Hát Mãi Ước Mơ mà có hai thí sinh ở cái vòng cuối cùng, vòng tỏa sáng này. Các bạn nhận điểm tối đa từ các vị giám khảo lẫn điểm tối đa từ chiếc máy chấm điểm thông minh của chúng tôi. Có nghĩa là cả người và máy đều thống nhất ý kiến với nhau dành cho các bạn điểm số ngang bằng nhau với giọng hát tuyệt vời này. Chúc mừng các bạn nha. Như vậy là giải thưởng hôm nay của chúng ta, giải nhất và giải nhì của Hát Mãi Ước Mơ sẽ được cộng lại và chia đều cho cả hai bạn. Xin mời ba vị giám khảo sẽ lên sân khấu trao bảng tiền thưởng cho Hồng Minh và Phương Đông. Mỗi giải thưởng của chúng ta bây giờ sẽ có giá trị là 17 triệu đồng. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng cả hai bạn ngày hôm nay đã có thể mang về cho những gia đình mà mình đang muốn giúp đỡ những số tiền có thể giúp họ vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Hát Mãi Ước Mơ đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, yêu thương, theo dõi của tất cả quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Và chương trình của chúng tôi do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19:30 thứ sáu trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau. Trong ta từng giờ cháy lên niềm tin, hát lên câu chuyện tình người. Hát lên những giấc mơ xanh, trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương, cho đôi chân bình yên cất bước. Hát mãi ước mơ, trong ta từng giờ cháy.